mình sẽ cosplay nhân vật phản diện trong Lion King vua sư tử, nhân vật Scar. Giờ mình sẽ cosplay tóc sư tử trước. Rồi mình sẽ làm một con sư tử đẹp trai, mặc dù là nhân vật phản diện. Thì cái nhân vật này á là phản diện ở trong cái bộ phim hoạt hình Vua Sư Tử, chắc mọi người tuổi thơ ai cũng đã từng xem rồi. Là chú của Simba, là em của Lion King Vua Sư Tử. Mình sẽ tạo một cái rãnh ở trên đây trước với PA Last Pen Eyeliner màu đen nha. Lại một lần nữa, cosplay nhân vật này quá tốn mực eyeliner luôn. Đó, cái bờm sư tử. Từ từ là nó sẽ ra nè. Ok. Cái mặt tròn như vậy, nếu mà để như vậy là sẽ thành Tôn Ngộ Không, chứ không thể nào mà thành Scar được. Không thể nào thành nhân vật phản diện được. Bây giờ sẽ... Đó, cái bờm nó sẽ ở đây nữa nè. Đó, sẽ vẽ nét trước nha. À, cũng sắp Halloween rồi. Mọi người có thể lấy cái này làm... gọi là lưu bút lại. Đó, để Halloween mình có thể làm... Mà sao nhìn giống Tôn Ngộ Không quá ta. Giờ mình sẽ đánh một cái lớp nền đi. Lớp nền màu da của sư tử. Trời đất ơi, bây giờ mình sẽ pha lớp nền nha. Bằng những sản phẩm có ở Sky 007, mình sẽ sử dụng nền 00 BA Laskin. Đây là cái tông nền trắng nhất luôn, sáng nhất luôn. Đó, để mình sẽ đánh cái vùng miệng nè, miệng của sư tử nè. Sẽ vẽ miệng cho sư tử nha. Đang trên bước đường làm nhân vật phản diện với cái mặt dễ thương và đáng yêu này. Thêm một chút kem nền nữa. Mình dùng cái cọ dẹp dẹp như vậy nè để mình quét kem. Đây là tông sáng nhất luôn trong số 3 tông là 00, 01 và 02. Đó, thì mình đang sử dụng tông sáng nhất để định hình cái phần miệng cho nhân vật. Rồi, đó, mình sẽ không quét phần mũi bởi vì mình đang làm miệng thôi, còn phần mũi là màu khác nữa. Rồi, đánh nền hai tông màu trên cùng một mặt luôn. Hôm nay mới là thú vị nè mọi người. Hôm mình sẽ vẽ mũi, đúng rồi, sẽ vẽ mũi cho nhân vật. Mũi của con sư tử nha. Sao mình thấy mình giống trong con Tôn Ngộ Không quá ta. Mình sẽ cố gắng để ra được nhân vật phản diện nha mọi người. Dùng một xíu màu nền tối tông 23 cushion của Eclipse. Mình sẽ táp đều ở những chỗ còn lại trên gương mặt. Không, mình sẽ lấy cọ mình quét luôn cho nó nhanh. Mọi người cũng có thể sử dụng miếng búp trong đây nè, nhưng mà mình sẽ dùng cọ cho nó nhanh. Rồi, mình sẽ lấy một xíu cushion nha, tán lên những phần còn lại trên mặt. Không, mình phải chùi chân mày luôn. Sư tử không có chân mày. À, có. Rồi, tiếp tục. Một nửa gương mặt. Rồi, nhìn ra cũng sư tử lắm chứ bộ. Bên này nữa chứ, sư tử không thể nào mà ba bốn màu như vậy đúng không mọi người? Bên đây nữa. Ôi, chỉ cần một hộp phấn thôi mà mình đã tạo được một cái màu da sư tử rồi. Một chút màu nâu, một chút màu nâu cam. Và phủ đều phần nền. Cái này kiểu cosplay cây nhà lá vườn mà mọi người cũng có thể tự làm tại nhà đó. Sẽ vẽ lại cái phần miệng cho sư tử đây. Và sao hồi ra hình trái tim rất là dễ thương luôn á. Tối hết phần mũi luôn, không cần tạo sống mũi luôn. Hồi nãy thì nó giống là Tôn Ngộ Không, nhưng mà bây giờ là ra một cái nét sư tử rồi đó. Thêm chút đỏ đỏ cam cam nữa mới được. Trời ơi, hao phấn quá mọi người ơi. Cái mặt mình tròn quá. Hơi bị hao phấn. Chân mày nó sẽ sắc nét và có một vết thẹo để nhận diện được cái nhân vật này đây. Mình sẽ chừa một khoảng ra để mình vẽ vết thẹo nha. Ồ, một cái chân mày màu đen rất là đậm đà. Sư tử không đi xăm chân mày hết á. Tác giả rành về thẩm mỹ nè, cho sư tử xăm chân mày hơi dày nè. Rồi mình chừa cái khúc này đây để mình vẽ vết thẹo. Vết sẹo hình lưỡi liềm đúng không ta? Đúng rồi, hình lưỡi liềm. Nhìn là ra phản diện liền luôn á. Kéo cho nó nhọn lên như vậy nè để thành ra vết thẹo đó. Ồ.
Tiếp tục là đánh mắt. Con mắt màu nâu đậm nhất trong bảng số 1 Joestar BF Final Palette, dùng cái màu nâu đậm nhất, phổi một ít. Sắp tới Halloween rồi, mọi người mà bí nhân vật nào á, mà không biết cosplay nhân vật nào á, thì cũng có thể tham khảo nhân vật này, bởi vì mình thấy nó cũng rất là dễ làm. Rồi, mình sẽ lấy eyeliner để vẽ một hàng eyeliner dày một chút. Giờ mình sẽ vẽ miệng cho nhân vật. Thêm một chút kem nền nữa cho trắng. Từ mũi chúng ta hạ một đường xuống. Sau đó quặm thôi, không được cười, phải quặm xuống. Bây giờ mình sẽ làm cái mặt ngầu một chút nha. Mũi mình sẽ tạo thêm một xíu khối tối tối ở phần đầu mũi nữa đi, cho nó chân thật hơn. Vẽ nhạt thôi, vẽ sương sương thôi. 1 2 3 4 Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ mình. Scar, nhân vật Scar trong Lion King. Xin chào và hẹn tạm biệt mọi người.